Hello anh em Phúc Vị Ô Tô, xin chào anh em ha. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một con xe số tự động 7 chỗ, nhưng mà chỉ nhô 100 một xíu thôi anh em. Nhô 100 là anh em đã có được một em xe 7 chỗ số tự động, thương hiệu Mazda luôn, cực kỳ là đẹp luôn nè anh em. Đó, có lên cho mình vì chắn mưa nè, phim cách nhiệt đầy đủ nè. Gương thì có cái gương nhỏ nhỏ này cho anh em cung cấp đủ tầm nhìn luôn cho anh em. Đó, đẹp cho anh em. Sau nè, xe này là phù hợp với gia đình nào mà đông người á, mình đi con này rất là thoải mái luôn anh em. Này, biển số thành phố nha, Mazda Remacy. Lớp lát nè anh em, coi lớp dày vô nè anh em. Cũng có 90% anh em. Mâm này là mâm đúc, phanh thì phanh đĩa 4 bánh luôn cho anh em. Rồi, bên đây coi ghế tài nè anh em, kêu chỉ của xe nè. Đó, con này là đâm đụng thì tai nạn nặng thì bên em cam kết cho mình là không có luôn, tai nạn nặng với lại ngập nước là bên em cam kết với mình là bên em bao luôn, là không có tai nạn nặng với lại ngập nước. Còn những cái va chạm nhẹ 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 thì khi này thì nói chung là đời nó cũng sâu rồi thì không thể tránh khỏi những cái tai nạn mà những cái va quyệt quyệt nhẹ này, là em nói ngay từ đầu luôn. Vô lăng bốn cháu nè, vô lăng zin theo xe luôn nè anh em, có tặng luôn cho mình cái bọc vô lăng nè. Điều hòa thì mát rung luôn, còn số thì còn số tự động cho mình nè, có màn hình cam lùi đầy đủ. Rồi cái đèn nè, đèn này còn sáng luôn nha anh em, đèn này còn hoạt động nha. Nói chung mọi thứ trên xe đều hoạt động lại. Ghế này là ghế da nè, bên em đã bọc lại luôn cho mình nè, đẹp cho anh em. Ghế Mazda bọc lại hết cho mình, đi là chỉ có mua về và chạy thôi. Chỉ cho 100 mà anh em đã có được một cái MC số tự động mà 7 chỗ nữa luôn cho mình. Đó anh em, form dáng nè, một cái kệ biển số thành phố nữa. Anh em nào mà ở thành phố thì khỏi tốn 20 triệu ra biển. Rồi, đẹp chưa anh em? Bên đây nè, keo chỉ của xe nè anh em. Nói chung là thẳng nha anh em. Tắp bi tắp lô thì zin theo xe cho nên cũng khá là được, cũng khá là được thôi. Cái này là anh em qua xem xe trải nghiệm trực tiếp thì sẽ hiểu được. Mỗi em xe chỉ nhô 100 thôi cho nên mình cũng không đòi hỏi được gì nhiều. Nhô 100 mà còn có được số tự động nữa. Sau này anh em xe 7 chỗ cho nên đằng sau cũng rộng rãi luôn đó, khá là rộng rãi luôn cho anh em. Anh em nào mà đi 5 người thì ở sau mình có cái cốp rất là rộng luôn. Nay bên em bọc lại hết cho mình nè. Đây rất rộng rất đẹp luôn nha anh em, bên em làm lại hết luôn cho mình á. Cỡ này anh em, sau này nếu như đi 7 người thì mình dỡ hai ghế này lên, còn không ấy thì mình cứ gập xuống mình để được nhiều đồ hơn, để anh em mình đi xa đi chơi đi phượt đồ thì chạy vô tư. Đèn đuốc về là bên em đánh bóng đánh bát lại hết cho mình. Đây, để mở máy móc cho anh em coi nè. Nổ máy luôn, nổ máy cho anh em coi luôn. Đó, nổ phát là lên luôn anh em. Máy móc thì êm ru luôn, em đang nổ máy anh em. Cũng khó mà nghe được tiếng máy luôn anh em. Máy móc con này thì khỏi phải nói, êm lắm anh em, số tự động mà.
máy móc đang chạy nè anh em, khá là êm luôn. Xe này mà chỉ có nhô 100 thôi là anh em đã sở hữu được em nó rồi. Nè, máy móc đang chạy luôn. Còn những cái đường này nó rất là mỏng nè, đâm đụng mà nặng là nó sẽ móp vô sâu, khó mà gò lại được luôn anh em. Mà anh em coi nè, này là chạy đường xa thoải mái luôn nha anh em, số tự động mình dễ chạy nữa, chỉ có nhô 100 thôi. Cụ thể đây là 135 triệu là anh em đã sở hữu được em nó, và bên em bảo hành luôn cho mình 3 tháng, bảo hành 3 tháng và bao rút hồ sơ gốc luôn. Khi còn ủy quyền nha anh em, anh em nào thích ủy quyền thì bên em thì bớt thêm cho mình một vài triệu nữa. Thì bên em là thật sự là đã sát giá lắm rồi, cho nên anh em nào vào trả 10 triệu hoặc là 15 triệu thì thôi, khỏi tốn thời gian của hai bên. Anh em cứ việc đi kiếm một con xe nào mà một con xe số tự động ở chỗ nào khác đi, bên em là không có thách giá để lên cho anh em mà thương lượng, bên em chỉ bớt lọc thôi cho anh em. Rồi địa chỉ của bên em là ở 387A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh em quan tâm thì cứ đến đây, hoặc là IP, hoặc là cũng có thể là gọi điện vào hai cái số hotline trên màn hình, hoặc là gửi Zalo cũng được. Rồi anh em coi đến cuối clip thì nhớ để lại một lượt like, một lượt share và một lượt follow cho kênh ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.